Mới đây, Guinness đã tung ra trailer giới thiệu sản phẩm mới nhất của công ty, Nairos. Đây là một trò chơi thuộc thể loại MMORPG, khai thác chủ đề chiến tranh Trung Cổ với lối chơi hành động nhập vai thú vị cùng nền đồ họa 3D cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, Nairos cũng sẽ là một trò chơi đa nền tảng với việc góp mặt trên cả PC cũng như mobile. Nairo, lấy bối cảnh từ một thế giới giả tưởng nên đang chìm trong các cuộc chiến tranh giành sức mạnh và sự thống trị tới từ các thế lực. Người chơi trong vai một chiến binh đơn độc, từng bước hoàn thành cuộc hành trình vĩ đại để không chỉ viết nên giai thoại cho bản thân mà còn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Trong hành trình này, người chơi sẽ có cơ hội đồng hành cùng những người bạn mạnh mẽ, dũng cảm, cũng như đắm chìm trong các cuộc chiến khốc liệt hào hùng nhất. Việc sử dụng Map Engine cho phép Nairo thể hiện tối đa vẻ đẹp của thế giới giả tưởng tới từng ngọn cây cọng cỏ. Trò chơi cũng sẽ giới thiệu một thế giới rộng lớn với nhiều khu vực và các loại địa hình khác nhau, đi kèm với đó là hệ sinh thái động thực vật đặc sắc của từng vùng đất. Qua trailer, có thể nhận ra Nairo vẫn tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng các nhân vật đẹp mắt của làng game Hàn Quốc với dàn nhân vật vô cùng ấn tượng với ngoại hình bắt mắt cùng những bộ giáp cực kỳ chi tiết bá khí. Điểm nổi bật nhất mà Guinness đem tới cho sản phẩm của mình là việc tích hợp Ray Tracing 8K cho PC và Ray Tracing 4K cho mobile. Với lối chơi MMORPG truyền thống tự do được phát triển bởi Guinness trước giờ, trong các tựa game như Legend of Mirror, Mirror 4, Mirror M, Icarus sẽ hứa hẹn mang lại một Nairo tốt hơn thế. Bên cạnh đó, Nairo cũng sẽ giới thiệu đến người chơi chiến tranh trên không như một trong các điểm nổi bật mới của trò chơi. Người chơi cũng sẽ có cơ hội chiến đấu với các sinh vật thần thoại, những con trùm mạnh mẽ để thể hiện khả năng, cũng như nhận về các phần thưởng quý giá. We'll be right back.